Chuyện hôm trước là do tình cờ hay là anh sắp xếp? Buôn có bán có phường. Anh với anh Hiếu chơi với nhau qua hội nhóm làm ăn. Tuy mỗi người một lĩnh vực, một mảng công việc, nhưng thỉnh thoảng cũng chỉ mối cho nhau mà. Thôi, Vũ ngồi đi. Cứ ngồi tự nhiên nhé. Anh Hiếu có nhờ anh nói với cậu bỏ qua cho những cái vụ vừa rồi. Để anh ấy còn tập trung làm ăn. Như cậu cũng biết đấy, mấy thằng quân của anh ấy thời gian vừa rồi làm ăn láo nha láo nháo, lấy hàng linh tinh bên ngoài về, làm mất hết uy tín của công ty. Thôi, cho anh em chơi với nhau, cậu thông cảm, bỏ qua cho anh ấy nhé. Phiền anh nhắn lại là nếu không có sai phạm thì không phải ngại gì hết. Anh Hiếu có nhờ anh chuyển cho cậu chút quà. Ấy, cậu đừng suy nghĩ gì cả, chỉ là một chút tấm lòng thôi mà, cậu nhận đi. Xin phép anh, tình cảm này em không nhận. Cậu làm gì mình nghiêm trọng thế? Khu vực này anh Đông cắm nhiều nhất ạ. Tại sao không đến? Dạ, anh Đông gửi lời, mọi việc do anh quyết hết ạ. Anh Chính nói có lý đấy anh Đức ạ. Anh nên cân nhắc. Cân nhắc thế nào? Theo tôi, ba cái điểm này, nếu kết nối được con đường sắp mở thì chúng ta đều có lợi. Tôi nhất trí với ý kiến của anh Long đấy. Tôi cũng nhất trí. Tôi cũng nhất trí đấy ạ. Ở đấy người ta trả cho chị một tháng bao nhiêu tiền? 20 triệu. Chị hiểu rồi. Họ là vì em nên mới trả lương cao cho chị. Em nghĩ bây giờ chuyện đã như thế rồi, tốt nhất là mình cứ nên chủ động xin nghỉ trước. Nhưng mà bây giờ tìm được một việc tốt như thế khó lắm. Em biết làm thế này là khó cho chị. Nhưng mà coi như là chị vì em đi. Em hứa sẽ tìm việc khác cho chị. Có thể là lương sẽ không cao bằng, nhưng chắc chắn em sẽ tìm được. Thôi, đừng suy nghĩ gì nhiều. Yên tâm, mai chị sẽ nghỉ việc. Em xin lỗi chị. Mẹ à? Con ăn gì không? Dạ thôi, con ăn cơm rồi. À, Vũ này. Dạ. Mẹ thằng Thiện lại vừa gọi điện mắng vốn mẹ, chê trách con nhà mình đủ điều. Bà ấy bảo con Hoa đã lười lại còn láo, vừa mới đi làm việc được vài ngày đã không chịu được. Đã thế lại còn coi thường trình độ của chồng. Con có biết vì sao cái Hoa nó nghỉ việc bán hàng không? Là con bảo chị ấy nghỉ đấy à? Con á? Vâng. Sếp của chị ấy muốn giúp người khác tặng quà cho con, nhưng mà con từ chối. Thế nên... Chỉ vì vậy mà con bắt nó nghỉ công việc tốt như thế à? Mẹ không hiểu đấy. Mẹ, nhiều chuyện nó không đơn giản như là mình tưởng đâu. Mình nên tránh những mối quan hệ nhạy cảm kiểu như thế này. Chị Hoa cũng đồng ý với con mà. Cái Hoa nó tự nguyện hay là... Mẹ chắc là cái Hoa nghỉ việc vì con muốn chứ không phải vì nó muốn. Bao nhiêu khó khăn mới vượt ra ngoài để đi làm. Mẹ hỏi thật con nhé, khi con quyết định
con có quan tâm đến suy nghĩ của chị con không? Có chứ ạ. Vấn đề là một khi đã không thoải mái rồi thì sớm muộn gì anh ta cũng sẽ đuổi việc chị thôi. Mà nếu không thì cũng sẽ lợi dụng chị Hoa để mà gây khó dễ cho con. Đó là suy nghĩ từ phía con. Nghĩ cho con và tốt cho con. Con giống hệt bố con. Công việc là trên hết. Không quan tâm đến cảm xúc của người khác một chút nào. Clip trên trang Hóng Biến Đồng Bình là như thế nào? Em gửi anh. Đây là lỗi khâu chuẩn bị công tác tác chiến thiếu chu đáo. Không lường trước được những phát sinh, gây một dư luận không tốt, ảnh hưởng đến tâm lý các doanh nghiệp. Dạ vâng, đây là lỗi của em. Không phải cứ nhận lỗi là xong. Đề nghị đội 1 phối hợp với các phòng chức năng công an tỉnh điều tra nguyên nhân vụ cháy sớm nhất cho tôi. Rõ. Cán bộ đừng hỏi tôi nữa, tôi chẳng biết gì cả. Anh là bảo vệ, lại có mặt ở hiện trường, không hỏi anh thì hỏi ai? Có một cái container chứa mấy cái thùng niêm phong kỹ lắm, chủ bắt khóa lại 6 tháng mới mở ra, kiểm tra rồi lại khóa lại. Thế là tôi không biết gì trong thùng cả. Chủ hàng là ai? Là cái ông Tân. Nhưng bọn tôi đã được gặp bao giờ đâu. Lương thì ông ấy chuyển vào tài khoản. Có thắc mắc gì thì gọi vào số cầm tay. Tôi muốn anh gọi ngay bây giờ. Này, danh sách khách mời không có lãnh đạo tỉnh ủy là thế nào? Dạ thưa anh, em rất muốn mời anh Bình bí thư tỉnh ủy. Vì xuất phát điểm của dự án Hòa Đông là từ sự chỉ đạo của anh Bình. Nhưng lần trước khi khởi công giai đoạn 1, em có gửi lời mời nhưng anh ấy từ chối không biết lý do. Lần này là anh ấy đi Hà Nội họp về nhân sự. Thế còn chị Hà phó bí thư, em biết chị ấy luôn thái độ với anh. Chính vì thế em không muốn chị ấy có mặt ạ. Cậu cứ làm giấy mời, gửi văn phòng tỉnh ủy, mời lãnh đạo tỉnh ủy tới dự buổi khởi công cho nó trang trọng nhé. Vâng ạ. Mà này, sao cậu biết anh Bình đi Hà Nội họp về vấn đề nhân sự? Đấy là nguồn tin của ông anh em ở trên Trung ương. Anh ấy có nói sẽ lên đây. Lúc nào anh lên, anh tiếp anh ấy giúp em ạ. Lẽ ra cậu phải mời anh ấy sớm chứ lẽ. Còn về phó bí thư Hà, theo tôi biết ông chú bên đằng chồng có gom hơn chục hecta đất nằm giữa đầm Vạc và núi Kình Sơn. Cô ấy là người nguyên tắc, nhưng cậu đừng có câu nệ. Giúp được gì thì cứ giúp nhé. Em hiểu ạ. Lần cuối anh gọi điện vào số điện thoại này là bao giờ? Mấy hôm trước. Để làm gì? Thì lâu ngày không thấy hàng về, với cả không có ai đến lấy hàng. Anh em bảo tôi gọi thử thì tôi gọi thôi. Chú Hằng bảo sao? Không phải việc của mày. Thank you.
cô có mang tài liệu về nhà hay lưu lại cái gì đó trên máy tính cá nhân không đấy? Lộ ra là chết đấy. Anh biết người này không? Tôi biết thằng này. Trước nó hay đến kho nhờ gửi hàng nọ hàng kia. Hàng gì? Đồng nát. Có khi đách phải, nhưng mà tôi không quan tâm. Anh em nhờ trông họ hàng thì tôi nhận trông thêm được mấy đồng. Mua con chó con mèo cải thiện. Thì anh bỏ mọi thiết bị liên lạc lên bàn. Mời anh ngồi. Hai anh biết nhau chứ? Dạ có. Anh Bốc đây là trưởng kíp bảo vệ nơi chỗ bọn em làm ạ. Anh có thể nói rõ hơn về cụm kho hàng được không? Cụm kho hàng có 3 kho. Do 3 chủ thuê khác nhau nhưng chung một kíp bảo vệ. Ban đầu thì bọn tôi ở luôn trong kho. Nhưng 2 tuần gần đây, anh Bốc có bảo bọn em là hết ca nên cho về. Ở trong kho chứa hàng gì? Có 1 kho là chứa hàng phế liệu, 1 kho là chứa hàng gia dụng, kho còn lại là chứa đồ điện tử điện lạnh. Ở trong kho có chứa điện thoại di động không? Tôi nhắc lại một lần nữa, ở trong kho có chứa điện thoại di động không?